Hyundai Lafesta N Line 2023, chiếc sedan phong cách thể thao, chính thức chốt giá bán rẻ như xe cỡ B tại Việt Nam. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafesta N Line 2023 được chia thành 3 phiên bản với giá dao động từ 138.800, 154.800 nhân dân tệ, khoảng 480-536 triệu đồng. Tối hôm qua, ngày 5 tháng 11 năm 2022, liên doanh Beijing Hyundai đã chính thức tung ra mẫu xe Lafesta N Line mới. Đây chính là phiên bản mang phong cách thể thao của mẫu sedan hạng C Hyundai Lafesta dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản này tương đương với Hyundai Elantra N Line 2023 hiện đang bán tại Việt Nam. Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Lafesta N Line 2023 được chia thành 3 phiên bản là Elite, Deluxe và Ultimate. Giá bán của mẫu sedan hạng C này dao động từ 138.800, 154.800 nhân dân tệ, khoảng 480-536 triệu đồng. Như vậy, Hyundai Lafesta N Line 2023 có giá chỉ như xe cỡ B ở thị trường Việt Nam. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Trung Quốc sẽ nhận về mẫu xe sở hữu ngoại hình ấn tượng. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực đầu xe, với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn và thiết kế không viền. Bên trong lưới tản nhiệt là các mắt lưới hình lục giác được sơn màu đen bóng. Chưa dừng ở đó, lưới tản nhiệt còn được tích hợp 8 bóng đèn LED định vị ban ngày hình lục giác, chia đều sang hai bên và logo N Line. Tiếp đến là cụm đèn pha nhỏ hẹp, sắc sảo, cản trước đi kèm hốc gió, trung tâm hình thang và 4 khe gió giả ở hai bên. Trên đầu xe còn có thêm một khe gió giả, nằm sát với nắp capo. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn cũng có những chi tiết khác với Hyundai Lafesta thông thường như bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn hai màu thể thao và cùm phanh màu đỏ nổi bật. Bộ vành này có đường kính 18 inch, đi với lốp 225/40/18. Tuy nhiên, bản thấp của xe chỉ dùng vành có đường kính 17 inch. Bên cạnh đó là nẹp màu bạc dập dòng chữ Lafesta dưới bậc cửa và logo N Line sau chắn bùn trước. Đằng sau, phong cách thể thao của Hyundai Lafesta N Line 2023 được thể hiện qua cánh gió đuôi màu đen cỡ lớn, cản sau mới, 4 đầu ống xả giả hình vuông và cặp đèn hình tam giác ở hai góc. Trong khi đó, đèn hậu vẫn giữ nguyên thiết kế vắt ngang đuôi xe như bản thường. Không chỉ thay đổi ngoại thất, hãng Hyundai còn làm mới nội thất của Lafesta N Line 2023 với những điểm nhấn màu đỏ, như chỉ khâu trên ghế và cụm điều khiển trung tâm, vách ngăn giữa các phím cơ chỉnh điều hòa hay lẫy gạt chọn chế độ lái. Ghế trước và sau của xe đều được bọc bằng da pha da lộn với thiết kế thể thao. Trước mặt người lái xuất hiện vô lăng 4 chấu vát đáy, tích hợp phím chức năng, logo N và lẫy chuyển số. Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số với kích thước 10,25 inch, tương tự màn hình cảm ứng trung tâm. Trong khi đó, cửa gió điều hòa hình đa giác và các phím cơ mang đến thiết kế đa tầng cho mặt táp lô. Khu vực dưới của mặt táp lô còn được ốp bằng chất liệu màu đen bóng. Ngoài ra, xe còn có sạc điện thoại thông minh không dây, các nút bấm chuyển số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời và bộ bàn đạp bằng kim loại. Điểm nhấn tiếp theo của Hyundai Lafesta N Line 2023 là gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm 21 tính năng khác nhau như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ lái xe trên cao tốc. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu sedan này là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô men xoắn cực đại 253 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. So với Hyundai Elantra N Line 2023 tại Việt Nam, xe yếu hơn 4 mã lực. Động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 8,2 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,15 lít trên 100 km. Khi mua Hyundai Lafesta N Line 2023, khách hàng Trung Quốc có thể chọn những màu sơn ấn tượng hơn như Gaffoy hoặc xanh phối đen theo phong cách xe đua Mỹ cổ điển. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.